Xin chào các bác, các anh, các chị cũng như anh chị em yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay ngày cuối năm 2020, ngày 31 tháng 12. Hùng Miền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm mà mới về trong ngày cuối năm để phục vụ chào đón năm mới. Vâng, mặc dù tại Hùng Miền Đông Anh thì luôn luôn có rất nhiều những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp, loa, âm ly, đầu đĩa, táp và rất rất nhiều những sản phẩm âm thanh khác. Thì nhưng mà khi bất kỳ khi nào ở đâu có hàng đẹp là Hùng Huyền Đông Anh vẫn luôn luôn sưu tầm và mang về phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, ngày hôm nay thì Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều loa, rất nhiều âm ly và toàn là những mặt hàng rất đẹp. Trước hết là như các bác nhìn thấy đây là có rất nhiều âm ly Sansui G8000. Vâng, G8000, G9000. G8000, G9000. Và hôm nay tiếp tục về thêm G9000 dB. Vâng. Hàng đẹp. G8000, G9000 dB, đẹp đứt tay luôn. Mặt nhôm phay sáng láng, không hề chảy xước gì cả. Và cũng về trong ngày hôm nay còn có rất nhiều 9090 dB, sắt xi màu vàng, sắt xi 7 màu, đèn đẹp. Vâng, radio hoạt động hoàn hảo và đặc biệt là máy móc rất đẹp. Sansui X5000. Sansui 2000X. Vâng. Rất nhiều Sansui 2000X. Toàn là những con hàng tuyển chọn, vỏ thùng zin, hàng đẹp, mặt mày đẹp và đặc biệt là núm nút rất sáng, không hen gì. Cũng tiếp tục vào trong ngày hôm nay còn có thêm một chiếc đầu táp đích Akai 730D. Các bác có rất nhiều khách hàng hỏi đến chiếc đầu táp đích này. Cách đây vài ngày thì Hùng Nguyễn Đông Anh đã có 2 chiếc và chúng đã rất nhanh chóng có chủ sở hữu. Hôm nay tiếp tục về thêm một chiếc thì bác nào đang có nhu cầu thì sớm liên hệ và sớm chốt đặt tiền là Hùng Nguyễn Đông Anh sẽ gửi hàng đến, hoặc các bác có thể đến cửa hàng xem hàng tận nơi. Hàng rất đẹp, vỏ zin, mặt mày đẹp và đặc biệt là nó hoạt động rất hoàn hảo. Chiếc ống kính là chiếc âm ly Sans Marzahn 1150. Vâng, và một số những chiếc âm ly Luqman ở phân khúc bình dân. Còn loa thì Hùng Huyền Đông Anh hôm nay về thêm 2 cặp loa Rientic Mark 1 cũng như Pioneer 180A và thêm 4 cặp loa Schwinn Vega VS120 cũng như E712. Model Schwinn Vega thì hát karaoke rất hay. Vâng, hát karaoke và nghe nhạc gia đình rất hay. Đặc điểm loa này thì nó không hẳn là xuất sắc nhưng nó rất tiện lợi khi các bác có thể sử dụng vừa dùng nghe nhạc và vừa hát karaoke trên một cùng một cặp loa, mà chất lượng thì cũng rất là ưng ý. Nếu các anh, các chị, các bác và bạn bè gần xa nếu có nhu cầu về âm thanh thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Đây là khung cảnh ở phòng đồ nghe nhạc. Nếu các bác thích thiết kế những bộ karaoke gia đình thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh. Vâng, có rất nhiều thể loại loa treo tường, loa full, loa đứng, loa nằm các kiểu để phục vụ các bác. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn cũng như anh chị em gần xa quan tâm đến những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp thì xin mời với thời gian đến với trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Đặc biệt tại đây có chương trình bán trả góp cho tất cả quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.